Vâng, thật ra thì startup có rất nhiều khó khăn ạ, chứ không phải chỉ có một vài đâu, và chia sẻ thì có thể là mất rất là nhiều thời gian á. Mà cái chính á, là mình bản thân mình là xuất thân từ gọi là Vinpearl, làm ở những công ty khách sạn rất là lớn, thì rất đầu tiên là mình phải vượt qua bản thân mình để từ bỏ những cái đỉnh cao vinh quang để mà mình đi ra làm startup. Thì các anh chị có hình dung là từ ở trên một cái đỉnh vinh quang đang ngồi một cái vị trí rất là cao ở tại những công ty lớn, thu nhập rất là ổn định, có được sự gọi là đánh giá cao của lãnh đạo rồi người chủ công ty, mà anh chị phải bỏ cái đó mà anh chị đi ra startup ấy, thì nó giống như là từ trên trời mà anh chị rớt xuống khỏi mặt đất, rồi sau đó là một thời gian anh chị mới trèo lên được tới mặt đất và được phát triển. Thì cái khó khăn lớn nhất là vượt qua cái bản thân mình để mà mình có thể làm được câu chuyện startup, và sau đó là đến câu chuyện làm sao xây dựng đội ngũ mô hình kinh doanh tốt, rồi chi phí phải manage về vốn rồi này kia, phải mà làm như thế nào để mà có đủ vốn nuôi quân phát triển được doanh nghiệp, thì nó muôn vàn các khó khăn khác kéo theo. Cho em hỏi một câu là theo anh đánh giá thì sự tham gia của các nền tảng công nghệ ấy, thì nó đã làm thay đổi như nào cái diện mạo của ngành du lịch Việt Nam thời gian ngắn gần đây ạ? Có thể nói là bây giờ ở nước ngoài người ta bắt đầu biết được Việt Nam nhiều hơn rồi. Cái đó là cái thành công đầu tiên này. Tại vì ngày xưa mình nói mình đi một cái hội chợ quốc tế, ngay cả khi mình nói là mình từ cái resort này và mình ở Việt Nam, người ta hỏi là Việt Nam ở đâu? Cái đó là cái điều đầu tiên ta hỏi. Người ta còn chưa biết Việt Nam ở đâu thì làm sao mà phát triển được du lịch, đúng không ạ? Đúng. Trong khi mình là doanh nghiệp á, mà mình đi ra đó mình giới thiệu nào tôi đến từ resort này, khách sạn kia, rồi đẹp rồi này kia lắm, nhưng mà bản thân điểm đến Việt Nam còn người ta còn chưa biết nữa, mà lấy gì mà phát triển về du lịch? Thì ít nhất là bây giờ á, mình làm với rất nhiều đối tác ở nước ngoài mà họ đang muốn hợp tác với mình, mà hợp tác rất là nhanh á, bởi vì điểm đến Việt Nam là điểm đến đang lên, điểm đến đang phát triển, và gần như là người ta đã biết đến Việt Nam rất là nhiều rồi. Thì đó là cái sự thay đổi rất là lớn. Cảm ơn anh.